nhà bị áp lực. À, ở nhà bị áp lực quá rồi. Đúng lúc dài đã bị đẩy ra khỏi cửa nóng rồi các bạn ơi. Sao riêng tư vấn sao riêng vậy? Họ còn lấy mấy ký? Ở dưới Bình Dương cứ quay xéo là đâu có chỗ trống nào quay trực diện. Đúng rồi, cách nó vô được. Ở Bình Dương là không có chỗ đứng á. Không biết nó chỉ là nó coi chừng lấy giá cao thôi. Cao chứ, trong đó phải cao hơn. Là lấy giá của OK, chào mừng quý vị nha, đã quay trở lại với video tiếp theo của mình nha. Đã quay trở lại với video tiếp theo của mình, quay sầu riêng Hiếu Nghĩa ở trụ sở chính nha mọi người. Nhìn đây quay bà chủ. Ông chủ, ông chủ tình hình sao rồi bà chủ? Nghỉ dưỡng hả? Mới về, mới đi có một bữa một đợt thôi mà về mua chiếc nhẫn kim cương đạn gỡ vợ cho ở nhà dưỡng sức liền. Đi hết 7-8 bữa chứ, cả tuần rồi chứ. Không có về luôn hả? Không. Có không? Sao nó kêu nó về? Có đâu. Vậy là về đâu rồi đó? Thiệt không vậy? Dạ, về nhà đâu rồi đó. Chết rồi. Mà về có kiểm tra có sức khỏe gì không? Chưa kiểm tra nữa. Trời. Mới về sáng mà. Mấy cái này là mới về sáng hả? Liền chứ. Nhưng mà em theo em thì tham gia cái lễ hội này là có nên không ta? Ý là cái gì đi xa gì lâu quá nên hả? Rồi cái ví dụ lễ hội trái cây ở Nam Bộ là sao rồi? Chưa được hả? Đi xa quá, ở ngoài đấy hội chợ đồng gái nhiều lắm em ơi. Rồi, không sao hả? Tin tưởng hả? Không sao cả. Không sao hả? Dễ sinh cơ mà. Của anh ấy là của anh ấy là nhớ đâu có vụ đâu. Sao riêng có mấy loại vậy? Dạ. Sao riêng mấy loại vậy? Dạ có nhiều loại lắm, có như tháo, có chuồng bò, có chuồng lép ha. Có theo dõi video của ổng ở trên đó không? Em coi sơ sơ à, có bài sáu em coi có chủ đề thôi. Chủ đề thôi hả? Nội dung cái nội dung mới giữ. Nào là nhiều chị nuôi. Nào là nhiều em gái nuôi. Có chị đỡ, có chị đỡ đầu rồi, ghê đó. Chị đỡ đầu. Cho em trả lắm nha nhé. Em trả gì vừa. Cái vừa 91 chị. Ông Thanh Lanh lên đi đâu có gọi là chiến hữu hết nè. Đi đâu có chiến hữu. Khỏe vậy, dễ là chị ấm được cái sầu riêng 6. Dạng ươm là chỉ ri 6 rồi. Có sầu riêng mới nè.
sầu riêng mới nhưng mà không có biết tên. Không biết tên luôn hả? Có lên. Không biết sầu riêng gì luôn. Cái này đều hồng hết chị, 218 à. Đó chính là đi. Giá là bữa nào giá đò thả một cái gian hàng ở trong lễ hội cái gì ẩm thực ở trên Tân Bình nữa ơi. Tân Bình nữa. Ừ. Tân Bình có không anh? Có chứ, lần tháng lần. Tân Bình lần tháng lần á. À đúng rồi, cái này hả? Ừ. Ừ. Khách đi đông là có à, kiểu người ta cũng có chung bò nhưng mà cái được á. Cái này nó gần được nè. Thì mình cứ thử đi. Thử. Ở Tân Bình đó nè anh. Cuối nhà chỗ Bảy Hiền á. Bảy Hiền á. Gần cát đây luôn hả? Ừ. Nè ăn tiền đó, à, khán giả ăn tiền đó sao rồi, khán giả hậu chúng này. Cát nó vậy? Cát quá. Cát quên cái ăn đâu. Ở trên Bình Dương á thì ở dưới này bà còn khui được chứ còn mình nó gần quá thì nó thôi. Ê, nhưng mà khách nó đông lắm nha. Đi đâu cũng gặp người quen luôn á. Cái gì chứ? Cái hội chợ ở Phú Tiên đó là cái khách hàng họ khác, cái tập khách hàng khác. Tức là khách hàng đó là khách hàng họ đi du lịch. À, Phú Tiên là đi du lịch. À, đi du lịch. Bởi vì vô đó họ tốn tiền vé rồi đó. Tốn vé. À, hội chợ là trong. Trong luôn. À, chứ là trong làm sao bán? Có gian hàng đó. Không, trong đó khó bán bình dân lắm, khó bán ấy lắm. Sao bán bình dân thì à, em cứ tưởng là ở ngoài chứ còn trong Suối Tiên là mình có quan đến du lịch là cái ghế rồi. Nhưng mà cái kiểu gian hàng đó cũng do làm nó làm sang hơn ở trên Bình Dương. Cũng làm giống vậy nhưng mà sang hơn. Không được nhưng mà do chữa đó. Năm kia tôi quay rồi mà. Dạ hả? Ừ, vui lắm, cũng vui lắm. Mình cũng vô mua vé vô cổng đúng không? Ừ vậy đó. Ông chủ ở trong kia khui đuối, bà chủ ở đây chắc cũng khui lòi miệng luôn, lòi tay, đuối tay luôn. Đuối luôn. Sorry. À nhưng mà sao giá sầu riêng hôm nay sao? Dạ, cũng 90-110. 90-110. Dạ. Nhiều người hỏi á, nhiều người hỏi là sầu riêng bán ở hội chợ giá như vậy. À đúng rồi. Rồi sầu riêng bán ở đây giá như vậy thì như thế nào? Chất lượng như thế nào bà chủ? Bà chủ qua cho ông bà đang bán. Trái không được. Trái nào không được mà. Thanh bán hội chợ ở đây thiêu xong rồi nó thích bán hội chợ. Giao lưu tìm cái nhiều đối tác. Năm ký gửi đúng không? Dạ đúng rồi, 609 ngàn. 609 ngàn. Này là động mềm như em hỏi là đi chụp sóng coi đi. Bà chủ. Dạ. Có nhiều người hỏi là giá sầu riêng ở trong hội chợ với giá sầu riêng ở đây nó trên nhau. Còn thì thế thì chất lượng hai loại sầu riêng là như nhau. À. Do cái trái như cái trái hàng nhất ở đây á thì nó đều hợp hơn, nhiều muối hơn ăn còn cái hàng nó có ít hợp chứ hơn chứ. À. Tại vì vừa cái túi tiền của người ta ở dưới tỉnh thì người ta ăn vừa vừa cái tiền ngon người ta ăn nhiều cho nên ăn bán hàng đó là có nghĩa hàng này không hiểu. À. Chứ chất lượng trái đồng như là như nhau á. Tức là ít hộp không, ít hộp không hả? Dạ đúng rồi, ít hộp không thôi. Chất lượng không có khác. Nó chập cái hộp. Ừ, bữa nay thấy có loại sầu riêng trái nhỏ xíu à. Mà xung quanh là vỏ còn nguyên cái hộp ở trong á. Muối trong á. Sầu riêng hộp hả? Không phải hộp. Lạ lắm.
sầu riêng đúng là chế tác ra nhiều loại sầu riêng. Ở đâu, ở đâu? Giống như là một cây này nè, nó dài nè, giống như trái đu đủ á. Nó dài dài vậy hả? À, dài dài như trái đu đủ á. Cái trái ông nói là cái trái nó hổ. Hả? Không phải sở hữu biết chứ. Dài y như trái đu đủ dài á. Đó là cái sầu riêng ở chính bữa đây là cái cơm nó nhiều hơn nha các bạn. Đây tấm bạc dài quá cũng mưa cũng không có được gì nhiều hết. Cái này hơi cứng nè. Không cứng nè. Đó, nè nó. Hai mối này hơi cứng nè. Cứng nè. Đem lấy cho nó được. Xấu hổ mới được. Nè nha. Và Vina TV với Phương cũng quay một mớ rồi. Chưa có đâu, chưa có đăng. Qua ngày cuối mà lúc đầu ta tưởng chán sao rồi. Nó đông chiều cái gì chiều tối cũng đông ban ngày cũng đông mưa quá trời còn mưa lấy một trái nhỏ bù vô đi nha để mấy hộp này nó được khoảng được mấy hộp 6 hộp cái ống này mình mấy thử thử để biết là nó ướt ha. Bên đây vừa yếu nghĩa chín 4-15 cái nạn đám nhiều loại sầu riêng nhé các bạn. Bây giờ mình thấy cái cảnh mà bán ở vừa chín á, rồi bán ở hội chợ mình thấy là hội chợ bán cực quá, đúc cực luôn á. Tấm nạp hơn đúng không? Mùa mưa rồi mưa nhớt nhé. Cần hơn nhiều luôn á. Đó hỗ trợ mà nó không rồi nó ổng chịu đang thui hả? Ồ. Nhìn thấy ông đang thui luôn. Có thương không ông? Có thương không ông? Hả? Không. Trời ơi, thấy em ở đây có ở không đâu mà thương. Em ở đây luôn. Nhưng mà hắn về hắn có cho hắn có đưa tiền không? Không, cái đó là không phải là về mới đưa mà nè. Ngày nào cũng phải rút vốn dạ, bởi vì lấy sầu riêng đi là phải trả tiền rồi mới đưa là chết luôn chết rồi á. À, trong ngày 7 ngày ở hội chợ thanh bán được trên chục tấn sầu riêng mà không chục tấn không tới đâu, khoảng 3 tấn 4 tấn 3-4 tấn đó hả? 4 tấn rồi. Ngày tầm khoảng 5 ký à. Thấy vậy chứ bán chỉ trong vòng khoảng 3-4 tiếng hồ cũng đêm mà. Bán đêm á. Có người ta đi hả? Con muốn chết luôn mà cứ không tin vào cái tài thiên phú của người ta. Nói chính là một hai cái tài. Bà chủ bà ở đây nhưng mà bà kiểm soát được hết rồi nên nó bán bao nhiêu đó. Phải không? Đây cái lô hôm qua nó đem về. Nó béo khủng luôn. Ủa rồi vậy? Ở cái cuối to à? Cái muối này béo lắm nè mà không có hột nữa. Nè, không có miếng hột nữa. Muối nào đầy đủ thì người ta tính cho để đầy một hộp này cho nó đẹp nè. Chứ thôi là cái hộp nó ít 6 hộp ngay. Mà anh thêm muối để cho nó còn đầy hộp á. Cái tà nè. Ờ. Cái tà nè. Dở cái hộp đó lên. Dũng né qua nhà cho đi dính đó nghe Dũng. Ủa mình nghe nói sao ông quay mặt rồi mà. Đi nhận. Nhưng mà quay mặt rồi mà. Quay mặt chưa? Có, ông nói là cái đợt nào về là ông bắt đầu ông quay mặt không mà. Vậy hả? Ừ. Có chưa Dũng? Có chưa anh em tung tin lên coi. Mua trái mua sương kiên không? Mua trái mua sương kiên không nè. Quay luôn nè, khỏi cái thúc video nè. Không mua cho kia đâu. Giao để cỡ này luôn rồi chắc đó. Đây các bạn cứ chờ ở phía ngoài nè mọi người.
À, có nhiều loại sầu riêng nè. Như là Trung Hoa chứ. Trung Hoa hay là mua sân kính? Bữa nay là Hiếu Nghĩa có nhiều loại sầu riêng này, đây cái loại gì đâu cũng là đây không phải riêng sáo. Trời ơi. Chợ Thanh có cái chiêu bấm quẻ linh nghiệm lắm, đọc thần chú linh nghiệm. Bấm quẻ là khách vô liền hả? Không, đọc thần chú, tôi sầu riêng đọc thần chú. Cái bự quá tức là phải đọc thần chú nó mới ra cái sao vậy? Rồi rốt cuộc đọc xong rồi nó mới tanh bành luôn. Ông linh đó. Thiên linh linh, địa linh linh hả? Thiên linh linh, địa linh linh. Ai vậy? Ông linh. Ông chú. Sao vậy? Đâu mà chị quay còn không tới em thì chỉ quay chỉ trái sầu riêng thôi. Quay trái sầu riêng thôi chứ. Không nha. Không thử rồi về ổng mà ổng làm em ra nghe mà không cho đó. Trời cái muối này. Quá trời cái muối rồi. Ồ ngon nghỉ. Em đi ngon. Để coi thấy ở cái nhậu của tao vậy. Để giới thiệu lại các bạn này, đây là chuồng bò nha các bạn. Chuồng bò. Chuồng bò bao nhiêu em? Chuồng bò 120 nha các bạn. Chuồng bò 120 một ký. Này trên cái kệ này nhiều loại sầu riêng quá. Nhưng mà mình không biết. Cái này là chuồng bò mình biết nè mọi người. Đó. Còn phía trên này là sữa hạt lép. Cơm sữa bỏ ngang đá, ngang mát các bạn. Giống như kem này, ăn kem ngon. Cái này là sữa hạt lép. Cái trên này cũng là sữa hạt lép nha mọi người. Đó. Còn cái này là cái giống gì mà không biết. Các bạn biết tên của loại sầu riêng này các bạn comment nha, dùm cho mình đi. Cái gai của nó mọi người thấy giống cái gai của chuồng bò. Nhưng mà cái trái của nó thì cái hình dạng nó khác. Khác hơn. Đó, hai cái dãy này là chưa biết tên, gọi là no name. Đó, còn biết tên ở đây là nãy mình có quay rồi. Cái này là Musankin. Musankin mà Musankin trồng ở Việt Nam á mọi người. Hôm trước ở đìa lễ hội thì mình có mua thử một cái Musankin 100.000. 100.000 rồi sau người ta bán 120 một ký. Các bạn biết loại sầu riêng này thì comment phía dưới giùm mình nha.